Today is you're able to beat the 411 UI for one update. So this one is the update, the more stuff for you to do. Okay, like a gallery and converting, say album, say Wi-Fi, a lot of things. Google do more calling, but you can watch YouTube together or explore the map. Các bạn, hôm nay mình update cái phone mới của mình á, cái UI này nè, với cái hệ 4.1, hệ 4.1 là sẽ nó tốt hơn. Rồi nếu Samsung Pro nó để một update cho mình, old Samsung thêm update cho mình, quay gì Samsung á thì em update cho mình sẽ một vài Samsung camera, mức gì là camera trên này camera là cái sự thay đổi trong cái khi mình chụp hình với một quay phim ấy, thì nó có cái time lapse, slow motion này nọ, đổi cho cái màu nó đẹp hơn. Lots of things.